Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong clip ngày hôm nay. Trong clip ngày hôm nay, chúng tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe. Đây là chiếc xe ở phân khúc hạng C, chiếc xe sedan. Chiếc xe sedan đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đăng ký tên tư nhân và đăng ký năm 2019. Đây là chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua xong. Hôm nay là chúng tôi sẽ quay tạm cho quý vị các bạn cùng xem, vì là chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua xong, còn chưa rửa cho nên nó rất là bẩn. Và còn nguyên đồ đạc của chủ xe vẫn còn đang ở trong xe đây ạ. Chúng tôi vẫn còn vừa mới mua xong nên chúng tôi sẽ quay tạm và giới thiệu cho quý vị các bạn thôi. Sau khi chúng tôi rửa dọn dẹp xong, chúng tôi sẽ quay lại chi tiết toàn bộ về cái xe này cho quý vị các bạn xem. Lúc đấy nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Hôm nay là chúng tôi chỉ quay tạm được tất cả đồ đạc của chủ xe vẫn còn nguyên trên xe mà chúng tôi vừa mới thanh toán tiền cho chủ xe xong. Và chiếc xe này là còn đang dọn, chủ xe còn đang dọn đồ ra đây ạ. Đây là cái phiên bản Cerato 1.6, chiếc xe được sản xuất năm 2019 và chiếc xe này chủ xe đã độ lên rất là nhiều đồ rồi ạ. Đã độ lên rất là nhiều đồ, từ cái ba đờ sốc trước đến ba đờ sốc sau. Đây là cái ba đờ sốc sau đây, quý vị các bạn cùng xem ạ. Toàn bộ về cái phần bao border kit sau, chủ xe đã độ lên là cái phần bô đôi và kép đấy. Ba đờ sốc trước, quý vị các bạn cùng xem đây, là toàn bộ hệ thống đèn này, chủ xe đã độ lại hết toàn bộ cái hệ thống đèn này, bi xenon và có cả mí đèn đấy. Chủ xe đã độ lên về toàn bộ về cái phần đèn và đèn bi và đèn gầm. Xe đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start top rồi ạ. Đây là cái phiên bản 2019 cho nên cái khóa nó khác. 2019 nó khác với phiên bản 2018 rồi ạ. Và cái la răng của nó đây ạ, dàn lốp này là toàn bộ dàn lốp theo xe. Còn rất là mới và đẹp đấy ạ. La răng đúc. Là răng đúc 5 cánh kép đấy, rất là khỏe mạnh và thể thao. Đây là cái phiên bản Kia Cerato 1.6 lít ạ. Đi nó tiết kiệm hơn là 2.0. Xe đã được trang bị rất là nhiều đồ chơi tiện ích. Đây là cái cặp bô đôi này là chủ xe đã độ lên đấy ạ. Chủ xe đã độ lên border kit sau. Sau đây tôi sẽ giới thiệu qua về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Tuy là chiếc xe này sử dụng được 1 năm rồi và bên ngoài nó có xước sát như quý vị các bạn vừa xem đấy, nhưng bên trong nội thất thì nó vẫn là đẹp như mới. Trong nội thất còn đẹp lắm ạ, tất cả còn chưa có một vết xước nào đây ạ. Tôi quay sát vào cho quý vị các bạn cùng xem lại hệ thống gương kính chỉnh điện, gương gập điện rồi. Tất cả về cái phần nội thất này thì như mới ạ, tuy cái phần ngoại thất là nó có xước sát. Ghế cũng là ghế chỉnh điện rồi, bậc cửa chủ xe cũng đã ốp chrome này rất là cẩn thận để chống xước. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về cho nên là còn rất là bẩn, xe cũng đã được trang bị cửa nóc. Đây là chiếc cửa nóc của xe đây ạ. Tí nữa tôi lại quay chi tiết về cái cửa nóc này. Vô lăng cần số còn rất là mới. Chiếc xe mới chạy được 2 vạn thôi cho nên là còn rất là đẹp đấy ạ. Toàn bộ về cái nội thất này còn rất là mới, tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn ạ. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau. Tất cả về cái phần nội thất này tôi lại quay chi tiết cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Nó chưa một vết xước nào đâu ạ. Phần lớn là chủ xe chạy là nó có xước sát bên ngoài thôi, nhưng nội thất thì không hề xước sát một tí nào ạ. Còn rất mới ạ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, nhưng mà cái nội thất này thì gần như là mới, chỉ có xước sát và bẩn ở bên ngoài thôi. Do chủ xe đang đi, hôm nay trời lại mưa. Mà chúng tôi vừa mới nhận chiếc xe này còn chưa kịp rửa, tôi cứ quay tạm lên đây cho quý vị các bạn cùng xem đã. Sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ dọn rửa tất cả lên để cho quý vị các bạn cùng xem. Thì nó đẹp hơn rất là nhiều.
Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905608883 để được tư vấn. Toàn bộ về cái phần đồ của chủ xe vẫn còn nguyên trên xe này, chủ xe đã độ toàn bộ về cái phần đèn này, màn hình Android. Đây là cái phần mà nguyên bản của xe, chủ xe tháo ra đóng hộp vẫn cất nguyên ở cái cốp này đấy ạ. Đây là cái phần màn hình, đầu màn hình Android. Chủ xe, đồ của chủ xe vẫn còn ở trong xe đấy ạ. Tất cả về cái phần nội thất này thì còn đẹp như mới ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để đón xem chiếc xe này và được chúng tôi tư vấn. Và quý vị và các bạn muốn lái thử chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng tất cả về cái phần nội thất này thì còn rất là mới, gần như là chưa có một vết xước nào ở trong cái nội thất này. Mà xe này chạy được 2.000 km rồi, cho nên là cái nội vỏ thì có xước sát nhưng nội thất thì rất là đẹp. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Tất cả cũng đều chưa có một vết xước nào luôn. Bậc cửa thì chủ xe cũng đã ốp chrome rất là cẩn thận để chống xước bậc cửa. Đây, cái tab đi tôi quay sát cho quý vị các bạn cùng xem lại, chưa có một vết xước nào luôn. Về cái nội thất của chiếc xe này thì gần như mới, vì chiếc xe này sản xuất năm 2019 và đăng ký tên tư nhân năm 2019. Phần ghế da này gần như là rất là như là chiếc xe mới đấy. Trần cũng rất là sạch sẽ, chưa có một vết bẩn nào luôn. Chủ xe cũng đã độ lên rất là nhiều đồ chơi. Đây là cái màn hình Android giải trí đa phương tiện đây ạ. Chủ xe cũng đã lắp cái màn hình, nếu như quý vị các bạn muốn lắp cái màn hình này là cũng mất hơn 6 triệu đấy ạ. Màn hình OLED, nhìn xem rất là nét. Vô lăng cũng đã được vô lăng 3 chấu tích hợp tất cả các phím điều khiển ra trên đây. Đèn nổ start top, quá thông minh, đèn nổ start top. Màn hình OLED ạ. Khóa thông minh, đèn nổ start top. Vô lăng cần số mới, điều hòa tự động là hai vùng độc lập đấy. Tất cả về cái phần táp bi, táp lô của cửa này còn mới lắm đấy. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Và chiếc xe này 2019 thì lại Kia lại bỏ cái phần sạc không dây đi rồi ạ. Kia đã bỏ mất cái phần sạc không dây này, đời 2017, 2018 thì lại có phần sạc không dây ở đây. Nhưng mà năm 2019 thì Kia lại bỏ đi rồi. Đây là cái phiên bản Kia Cerato 1.6 Luxury. Đây là chiếc cửa nắp của xe đấy ạ. Rất là sáng. Khi mở cái cửa nắp này ra là chiếc xe rất là sáng và thoáng. Phần trần này, phần trần nỉ này rất là sạch ạ. Chưa có vết tay, vết bẩn bám vào đây cả. Nói chung là cái phần nội thất này thì gần như là chiếc xe mới, không có một dấu vết xước hay là bẩn gì cả. Chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Đây là chiếc xe Kia Cerato 1.6, phiên bản 1.6 nên là xe được trang bị động cơ là 1.6 lít số tự động. Máy móc này thì rất là mới rồi ạ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn đâu, chúng tôi vừa mới mua về còn chưa, chủ xe còn chưa dọn đồ ra nên chúng tôi còn chưa kịp rửa. Tôi vẫn quay ở đây chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Về cái phần đèn thì chủ xe cũng đã độ lên là cái phần đèn bi xenon, cho nên là chủ xe cũng biên độ cũng đã dán thêm cái phần silicone ở phần trên cơ đèn để chống nước vào. Tất cả máy móc còn nguyên bản và được bảo hành tại hãng Kia. Cho nên quý vị các bạn yên tâm về chiếc xe này ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước. Và đây là cái bản Kia Cerato 1.6 Luxury ạ.
Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này và muốn lái thử chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này tất cả còn nguyên bản đấy ạ, từ những cái ốc máy, ốc cabo, các thứ còn nguyên bản hết, keo chỉ còn nguyên zin, cam kết là chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước. Và đến với cửa hàng chúng tôi thì quý vị các bạn cũng được xem rất là nhiều sản phẩm cùng phân khúc, và riêng Kia thì chúng tôi còn đang rất là nhiều loại Kia, kể cả Kia Cerato 2018 2 chấm hoặc 2016 2 chấm và Kia K3 chúng tôi đều có. Nếu như quý vị các bạn muốn là xem xe mà ít tiền hơn là chúng tôi cũng có đời thấp hơn. Tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều Kia Cerato, Kia K3. Kia Cerato thì có Kia Cerato 2016, 2018, 2019 và có cả bản 1.6, 1.0. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã vừa quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Kia Cerato mà chúng tôi vừa mới mua về đến cửa hàng, chưa kịp rửa. Chúng tôi quay tạm thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi cập nhật lên đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. We'll be right back.